Ôi trời ơi, sao xinh thế? Trời ơi, đi vào ngay. Ok, xinh quá, đi vào ngay. Chào ông chưa? Sao xinh gái thế này, chết dởm thôi. À, đóng cửa vào á. Ừ, mi đi học về á. Ơi. À, có đi học về rồi á. Úi giời ơi, ghê quá. Khổ thân mình đái. Về cái là mình đái hả? Quần mày cho xem này đẹp á. Gì? Ỉa rửa đít đúng không? Đúng rồi. Đúng chưa? Đái thì đứng lên. Rửa đít thì lại đi ỉa rồi. Rửa đít nha.